Rồi trong mô hình của mình thì mình tách ra thành ba thành phần là model. Model là cái sẽ xử lý và data. Controller. Thì cái này xử lý về mạch logic. Nhiệm vụ nó sẽ lấy từ model và data này và view kết qua lên phần view. Cái này là xem thầy. Và đồng thời từ model nó sẽ lấy phần input từ view, từ input và đẩy ngược lại vừa cho model. Thì đây là một mô hình web theo MVC đối tác của model. Thì khi mình học với Express.js thì mình biết Express sẽ hỗ trợ mình và controller. Thế là sẽ hỗ trợ mình thì cách viết các router. Rồi cách viết các công thức là boss, get. Ngoài boss, get thì mình còn có là put, patch và delete. Thì mỗi phần này sẽ tương ứng với một số chức năng, ví dụ boss thì tạo mới, boost thì update, cập nhật, patch cũng vậy, patch được update cập nhật với data lớn hơn. Thì thường mình chỉ làm với boss và get thôi, còn mấy cái còn lại thì thường mình ít làm. Tuy nhiên một số project hay dự án có yêu cầu thì yêu cầu mình đọc thêm một phần này. Rồi hiện tại thì mình viết view. View là một cách là mình dùng đối tượng là respond, rồi sau đó mình write vào trình duyệt. Write là HTML đó. Rồi sau đó các nội dung. Thì cách viết view như thế này thì sẽ mất rất nhiều thời gian, vì cứ mỗi giao diện thì mình lại phải viết lại tất cả các thẻ HTML, nhưng đồng thời nó cũng sẽ không có flexible được. Là mình không thể nào mà mình chèn thêm code JavaScript vào được, nó sẽ mất rất nhiều sức này. Thì lúc này nó sẽ sinh ra vấn đề là làm thế nào để viết cái view này tốt hơn, có cách nào để viết tốt hơn hay không. Thì có nhiều giải pháp. Một trong những giải pháp được hỗ trợ trên Express thì nó là Express Template. Thì theo cơ chế giống như Python. Nếu mình một số bạn nào mình có học về web với Python thì biết, cái là nó có một template và có template có thể bạn nội dung là tính là nội dung trong đó cả ví dụ các tiêu theo cố định này có các và một số nội dung là đầu nội dung tạo tức là một sự thay đổi thì theo là content là được đưa vào thì nó sẽ có các template. À, nhánh thứ hai là người ta chia ra thành là ví dụ cái này là viết luôn gọi là viết front end. Thì front end vừa cơ bản nó là một thư viện giống như Express, nó cũng hỗ trợ cái nhận thức boss get, tuy nhiên nó chỉ tập trung vào viết giao diện nhiều hơn là Express thì nó tập trung vào viết back end là viết xử lý bên dưới. Front end này thì có nhiều cái, ví dụ mình có thể học React.js hoặc là Angular. Cái là chỉ là một cách để mình render được các thẻ HTML đơn giản hơn thôi. Rồi thì trong hôm nay thầy sẽ hướng dẫn mình về phần này trước, Express.js template để mình có thể viết giao diện. Còn phần React thì thầy đã chưa chuẩn bị xong gì đó, từ ngày tới đó mình sẽ làm phần này. Rồi thì trong view và Express template thì mình sẽ quay lại phần project làm ở tuần trước.
ra thì sau lại cũng trúng, nó giống như đáp án mình trong bài tập. Rồi mình theo mô hình là MVC. Và thì thầy vẽ lại kiến trúc của bản sách stress. Đây là một bộ sách. Bộ sách này thì đầu tiên nó sẽ có order là model. Rồi rồi view. Rồi ngoài ra thì mình còn thêm một folder là public. Mục đích của public này là gì? Public này là trên web mình sẽ có những resource, ở đó mình cho phép là người cho bên ngoài xuất vào tất cả public. Public này thì sẽ có hai phần, có nhiều lắm. Bây giờ mình có các thư mục CSS. CSS đó là về định dạng giao diện, rồi JavaScript, một số file JavaScript, rồi hình ảnh đó. Rồi ngoài ra thì nó chạy thì là tuần trước là mình chạy trên file index.js thì mình có thể index thì server được ra thì dùng là server CS. Và file này file chính sẽ chạy. Và ngoài ra các file cấu hình, ví dụ như là docker.json, đó thì đây là cấu trúc chính của một project sách dùng các thành đoạn trên. Trong model thì mình đã biết cách viết rồi, cái này mình đã học được về model. Hôm nay mình chưa học kết nối với database thôi. Trong bài về MongoDB thì mình sẽ học kết nối database. Controller thì mình biết rồi, router thì nó tạo hợp mình làm. Bây giờ trong view, view thì mình sẽ biết gì? Thì trong view hiện tại template trên Express có rất nhiều template. Có rất nhiều template mình có thể chọn ở đây lên, mình có thể lên này mình search, cái mình đã tìm express.js template. Và các phương tiện trên mạng nó sẽ có một list các template. Trong các template đó thì hôm nay thầy sẽ giới thiệu mình cách sử dụng một template thôi. Thì nó là template tên là WS. WS thì nó được kết hợp vào trong thư viện Express. Thì nó sử dụng template này á thì mình cần phải làm gì? Thì đầu tiên trong một app đây mình tạm thời bỏ qua cái phần này, giả sử như cái này. Rồi, ở đây mình cần set gì? Thứ nhất là app size express yes static path on this name public. Mục đích là mình sẽ đưa thư mục public này sẽ gắn với một endpoint có
tên là size, nó sẽ chạy vào này. Ở đây mình có một em boy là size, em boy này sẽ trở tới thương mục là public. Trong public mình sẽ có hiện tại là có CSS và image. Mục đích em boy này là sẽ mình đưa những tài liệu này ra bên ngoài đó, public có thể truy xuất được. Chưa có, nhưng mà đây mình có tên nó là gì. Đó. Thì mục đích nó sẽ public tất cả các code của mình, từng file trong cái thư mục public này để mình có thể sử dụng được, đó là result cho phần view hay các phần khác. CSS cũng vậy. Rồi trong CSS này thì ta viết một post CSS đơn giản, thì nó có nội dung là body. Body là thẻ, body trong HTML thì mình đưa cái nội dung như là padding và font, đây mình có thể lựa chọn thì thích của mình. Rồi thẻ A là thẻ link, hyperlink thì được có màu, màu là màu hướng ra này. Em chọn màu được. Rồi đó là vừa public investment. Ở đây mình còn add thêm là stress status. Nó public đó của mình ra. Pass choice name, mục đích là mình chạy ở cấp nào á thì nó cũng lấy được đúng cái thư mục public ra thôi. Rồi đây giống lần trước thì mình dùng JSON. Rồi đây ví dụ index, index mình muốn ghép nội dung là title, caption. Thì đây mình cần chuẩn bị view. Thì trong thứ một view hiện tại nó sẽ có 3 file. File đầu tiên là layout.xls, rồi index và message. Cứ mỗi một phần handler thì mình sẽ có một dùng cái dao bên trong layout này mình sẽ thấy cái gì. Thì vừa layout cơ bản thì nó là một file HTML thôi. Trong này thì mình định nghĩa trước gì, ví dụ như là có thể HTML, có thể HS, rồi title. Title thì tùy nội dung, có lúc title này thì kia. Link. Đó. Thì đây mình link đó, liên kết tới CSS, thì mình có là size CSS style, bản chất nó sẽ là file này. Public size CSS style. Đó thì nó sẽ là nội dung của file CSS mình vừa viết. Rồi ở đây nó có nội dung là body. Body này sẽ là gì? Thì body này, body body này sẽ được thay bằng các tag là index hay là message. Như các này có nội dung gì á thì nó sẽ thay được body này. Hai
Ở index thì nó sẽ rất gọn gàng, nó không có giống như trong file layout là lúc trước nữa, nó đúng là dùng trong thôi, nó dùng trong này hiện lên một câu là caption, thứ hai là mình hiện lên thông tin là tốt hơn, thì ở đây mình đã là short bằng size image sky motion. Rồi sau khi có layout index rồi thì bây giờ mình sẽ vào trong phần server này mình dùng layout, thì ở đây mình cần set engine là view là gì, set view engine đây là chọn là SPS thứ mục để nó biết nó tìm tới view thì nó là thứ mục view. Rồi endpoint là index, thì ra mình giống như lần trước thì mình có là request response. Nhưng bây giờ mình render là render file index, nên là mình đưa vào cái nội dung là title caption, caption là tương ứng với caption này, title thì nó sẽ là nằm trong file layout, còn body, body thì sẽ là nội dung file index. Giờ mình switch lại thử. Index đây là mình không có đánh gì đó, thì là title xem sổ thì sẽ có là HTML has body ở bộ phần body này sẽ được là em đã xuất ra là một khẽ hai khai đó, mình thêm một thông tin rồi đó, mình cần thẻ H1. Lúc đó trong phần gọi và endpoint thì mình thêm nội dung và nội dung action. Đó, nếu mình thêm nội dung bên dưới thì phần message này sẽ hiển thị dựa trên các biến. Ra thì mình tương tác với nhau, mình nó không phải các biến, đầu tiên là request, response, render, my test, các bạn sẽ hết. Rồi ở đây trong file test này thì có 3 biến, đây là title, title là tập được cái ao, caption và message, mình sẽ tiêu vào. Và khi làm được thế thì các biến các thành tố này thường sẽ lấy từ những bước chưa kêu lại, mà từ data file đó được một đoạn đưa lên. Rồi ở đây trong message controller thì cũng có brand message controller. Đó thì cũng tương tự, cũng sẽ có là rest, đó là response render tới message, title và friend. Để mình xem cái message này có gì. Đầu tiên là title, hello
Rest. Dạ. Rồi, thì với cách viết này chúng ta đã viết được trang web của Atom. Chúng ta chèn thêm CSS, chèn thêm JavaScript và thêm các phần của template.